Thân ái chào tất cả quý ông bà anh chị em trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta tiếp tục hành trình của chúng ta cầu nguyện cho toàn thế giới này được ơn ăn năn sám hối đời sống, cũng như cho các nạn nhân Covid được ơn chữa lành, cho những gia đình gặp cảnh khốn khó được ơn đỡ nâng và giải thoát, cũng như xin Chúa thương đến những ước nguyện của quý ông bà anh chị em trong tâm tình ấy. Giờ đây chúng ta cùng hát kinh Chúa Thần, xin Chúa thánh hóa giờ kinh tối đêm nay của chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin ngôi ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Đức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh đức bà Maria, và ra tay nước bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Tin mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử, Amen. Này tôi là tôi ta Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền. Tin mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử, Amen. Chấp anh ngôi thứ hai xuống thế làm người và ở cùng chúng con. Tin mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử, Amen. Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn con Chúa chịu nang chịu chết trên cây thánh giá cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển cùng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con, Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho hội thánh, Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con như đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép tăng và lòng lành vô cùng đã phán hư sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được, Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng chọn tốt chọn lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy, Amen. Lạy Chúa, con sắp bình xuống trước mặt Chúa, con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa răn nhân từ hay đoái xem sự nghèo ngặt con và nhận lời con nguyện
Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời người khen Chúa. Lạy Chúa, chúng con vì dấu thánh giá, xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh. Chiều nàng đời quan phong Si-ô Phi La Tô, chiều đóng đinh trên cây thánh giá, chết mà tan xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau mới trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hàng sống vậy. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Đức Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Năm sự thương thương như Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu tai, xin cho được ăn năn tội nên. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Đức Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng
bà con phúc lành, mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lành. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lành, mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lành. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lành, mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lành. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lành, mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lành. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai Đức Chúa Giêsu chịu đòn. Thứ hai Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dinh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chứa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lành hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lành. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lành hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lành. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lành hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lành. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lành hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lành. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lành hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lành. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lành hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lành. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lành hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lành. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lành hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lành. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lành hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lành. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lành hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lành. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ ba Đức Chúa Giêsu chịu đổi mẫu gai, ta xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, nước Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chứa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng
mừng Maria, để ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Từ từ Đức Chúa Giêsu chịu vác cái thánh giá ta, xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Đức Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu
cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm thế. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm thế. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm thế. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm thế. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm thế. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ năm, Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá, ta xin cho đóng đinh đính xác thịt vào thánh giá Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Lạy Nữ Vương, Mẹ Nhân Lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được gầy. Thân lạy Mẹ, chúng con cháu Eva,
ở chốn khách đầy, kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn bà thương. Hỡi ôi, bà là chú bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sao khói đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi con thầy, nhân thầy, diệu thầy, Thánh Maria trọn đời đồng chính. Amen. Kinh lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, chúng con xin phó dâng linh hồn và xác cùng mọi sự cho trái tim Chúa. Nếu ngày hôm nay chúng con sa phạm điều gì lỗi lời chúng con đã hứa, thì xin Chúa thứ tha. Lạy Chúa, xin hãy dùng trái tim vẹn sạch Đức Mẹ là nữ vương hay ban sự bình an, mà lập nước Chúa trong mọi gia cấp khắp cả miền xứ chúng con. Chớ chi chẳng những mọi người giao hữu, mà lại các dân các nước đều nhìn biết Chúa là vua rất nhân từ, mà yêu mến phượng thờ. Chớ chi cả và thiên hạ trong rập một tiếng tán tà tung hô rằng Đức Chúa chỉ đến. Và thuê rất thanh trai tìm Đức Chúa Giêsu là vua hàng sống hàng chỉ đời đời. Amen. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đương chấn ngân niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vui. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời con. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ông Philippe gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu con ông Giuse người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philippe trả lời: Cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói với ông rằng: Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao Ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bà chị em thân mến, hôm nay toàn thể giáo hội mừng kính Thánh Bartolomeo Tông Đồ, hay còn gọi là Nathanael trong tin mừng Gioan mà chúng ta vừa nghe. Chiêm ngắm hình ảnh thánh nhân, chúng ta thấy có hai điểm. Thứ nhất, Ngài là một con người tật đà chất phác, và nơi tâm hồn của Ngài luôn luôn hướng về sự thật. Chính Chúa đã khẳng định: Quả thật đây là người Israel, nơi lòng dạ không có gì gian dối. Vậy khi chúng ta sống đúng với sự thật, chúng ta tôn trọng sự thật, là chúng ta đã đứng về phía Thiên Chúa, là đấng chân thật. Điểm thứ hai, thánh nhân tuy là một con người tật đà chất phác,
Thế nhưng Ngài đã thể hiện sự yếu đuối. Điểm thứ hai chúng ta học hỏi nơi Thánh Nhân là Thánh Nhân đã thể hiện rất thật con người của mình, đã nói lên suy nghĩ và quan điểm của mình. Từ Nazareth có cái gì hay đâu? Nếu vậy, ở nơi Nazareth không có gì hay, thì Thầy Giê-xu cũng có cái gì hay để cho ta phải theo, để học hỏi, để dấn thân. Thế nhưng một sự bất ngờ, một phép màu đã diễn ra, đó là chính Thánh Nhân đã nghe lời khuyên của Thánh Philippe đến xem và ở lại với Thầy Giê-xu. Chính hành động dấn thân, bước ra khỏi cái suy nghĩ hạn hẹp đóng khung của Thánh Nhân, và Thánh Nhân đã được Thầy Giê-xu đã được đấng cứu thế biến đổi. Và chính Thánh Nhân đã tuyên xưng: Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel. Như vậy, qua Thánh Nhân, lời Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy học hỏi nơi Ngài, cũng hãy buông lỏng con người, suy nghĩ hạn hẹp, suy nghĩ đóng khung của chúng ta, hay là buông bỏ những nghi ngờ của chúng ta vào Thiên Chúa. Trong bối cảnh Covid, đôi lúc chúng ta cầu nguyện rất nhiều, đôi lúc chúng ta tham dự thánh lễ trực tuyến rất nhiều, và thậm chí chúng ta cũng đã lần hạt ngày đêm lòng thương xót chuỗi mân côi. Thế nhưng chúng ta lại thấy tình cảnh Covid mỗi ngày một thêm trầm trọng hơn, mỗi thêm một tệ hơn. Đôi lúc chúng ta cũng nghi ngờ liệu Thiên Chúa có nghe lời cầu xin của chúng ta hay không. Thế nhưng chúng ta biết Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự, và Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa tốt lành, đầy yêu thương và thành tín. Việc Covid được chữa lành, được dập tắt là việc của Thiên Chúa. Còn việc của chúng ta là con cái, là thụ tạo, có bổn phận dâng lên Ngài sự thờ phượng của chúng ta, lòng yêu mến và tôn thờ của chúng ta. Cầu xin là một lẽ phải, là một điều hợp lý. Thế nhưng chúng ta cầu xin trong sự tín thác, trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Còn lại tất cả mọi sự hãy để Thiên Chúa quyết định, chúng ta đừng quyết định thay cho Ngài. Lạy Chúa, nhờ lời Đức Trinh Nữ Maria truyền cầu cũng như Thánh Bartolomeo, xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con cũng biết khiêm tốn, quỳ lạy trước Thánh Nhan Chúa, hướng về Thánh Thể Chúa trong tâm hồn chúng con, để đón trước Chúa, để xin Chúa biến đổi, để xin Chúa gìn giữ bản thân chúng con và gia đình chúng con. Amen. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang hợp nhau cầu nguyện. Tha thiên Ngài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giê-xu là đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy việc năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện
được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho ngôi hạ xuống thế làm người, chịu tội chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hồi thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kéo phải chết bởi án năng tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa con cùng cảm ơn như vậy. Amen. Chúng con trong cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ 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 ba lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, bích nữ đồng chinh hiền vinh sang la. Hằng chưa chúng con trao khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thánh cực tình rất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy thánh Giuse là bạn thân sạch Đức Bà Maria, trọn đời đồng chinh, cầu cho chúng con. Lạy thánh Emma tông đồ thánh thời, cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn qua đời trong cơn đại dịch được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sang láng vui vẻ vô cùng. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Chúc anh chị em và gia đình luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Năm xưa trên cây sồi, làn Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhẫn nhu người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tuôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mân côi. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhầm lời, cho nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời. Nữ vương ban sự bình an, cầu cho chúng con. Thánh Giuse là đấng nâng đỡ gia thất chúng con, cầu cho chúng con. Lạy Chúa chúng con vì dấu thánh giá, xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù, nhân cho khỏi kẻ thù, thánh nhân viên cha và con và thánh thần. Amen. Cha xin cảm ơn thầy cũng như tất cả quý ba chị em cùng đồng hành với cha trong giờ kinh tối gia đình trực tuyến. Xin Chúa chúc lành cũng như gìn giữ tất cả gia đình quý ông bà anh chị em, và chúc quý ông bà anh chị em một đêm bình an và ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào ngày mai.